Sao thế hả cô? Quỳ. Tên cháu là Quỳ à? Vâng ạ. Quỳ thật à? Sao lúc nãy cháu lại bảo với cô là Leo Nguyễn? Tên hơi sến quá. Tên Quỳ rất hay. Trời ơi, cái tên có ý nghĩa như thế mà cháu lại... Này, thế cháu uống nước nhá. Nước cam hay là nước chanh, nước gì cô cũng có. Hãy ăn vài cái bánh ra. Thôi, không cần đâu cô. Thế cháu đặt bánh này làm gì? Ý cô hỏi, nếu mà cháu đặt cho trẻ con thì để em nó làm cái hình ngộ nghĩnh một tí cho nó đáng yêu. Cháu có gia đình chưa? Cháu chưa, cháu độc thân mà. Cháu đặt cho nhà hàng thôi ạ. Thế có lẽ 33 tuổi. Chuẩn luôn, cháu vừa tròn 33 cô. Tuổi rắn. Vâng. Tuổi rắn thật. Cái người vừa ở trong cửa hàng nhà mày ấy là ai đây? À, cái con rùa đấy hả? Khách hàng tiềm năng của nhà tao chuẩn bị đặt hàng số lượng lớn. Thật là khách hàng không? Sao tao thấy mẹ mày có vẻ hào hứng lắm? Tại vì lão tên là Quy. Đã Quy rồi lại còn Kim nữa. Kim Quy. Mà mày nhớ, mẹ tao rất thích nghe lời mấy ông thầy bói. Những ai tên Quy đều thích làm con rể hết. Kim Quy. Ý mày thì sao? Mày cũng thích à? Mày bị điên à? Mẹ tao thích thì liên quan gì đến tao? Tốt nhất là thế đi, liệu hồn đấy. Làm sao đấy? Bởi vì hắn ta chính là người dụ dỗ con thằng Lợi, phá hỏng trung tâm của tao. Là cái thằng cha mày bảo là khinh người hả? Chính nó. Anh ăn thử đi ạ. Tôi xem nào. Mùi ok đó. Anh Phi. Hôm nay còn nhiều mẫu hơn này. Bắt mắt quá ha. Để anh thử cái này nha. Em mời anh. Cảm ơn em. Anh Quy, anh ăn thử đi. Sao hôm nay em lạ thế nhở? Cái bánh này có gì đặc biệt à?